Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với Unit 4, My Neighborhood, khu vực sống của tôi. Ở phần này chúng ta sẽ đến với A Closer To, là phần kiến thức tập trung về từ vựng kem nhất. Và phần này cũng sẽ gồm 5 bài tập nhỏ. Vocabulary. Trước khi đến với nội dung chính của bài học, cô xin mời các em đến với phần tổng hợp từ vựng. Bởi vì là cái phần này tập trung rất là nhiều từ vựng mới, nên cô muốn là tách riêng ra để chúng ta có những kiến thức chắc chắn về từ vựng các em nhé. Ở đây chúng ta để ý là từ vựng thì cô sẽ triển khai như sau. Thứ nhất là từ tiếng Anh, thứ hai là phiên âm tức là cách đọc, thứ ba là loại từ và thứ tư là hiện tiếng Việt. Number one, noisy, tính từ ồn ào. Number two, busy, tính từ bận rộn. Number three, lively, tính từ sống động. Number four, fantastic, tính từ tuyệt vời. Number five, pretty, tính từ xinh đẹp. Number six, friendly, tính từ thân thiện. Number seven, clean, tính từ sạch sẽ. Number eight, cheap, tính từ rẻ. Number nine, exciting, tính từ thú vị. Number 10, peaceful, tính từ thanh bình. Number 11, expensive, tính từ đắt đỏ. Number 12, convenient, tính từ thuận tiện. Number 13, modern, tính từ hiện đại. Number 14, crowded, tính từ đông đúc. Number 15, beautiful, tính từ xinh đẹp. Number 16, quiet, yên tĩnh, tính từ. Number 17, boring, tính từ buồn tẻ. Number 18, cathedral, danh từ nhà thờ. Number 19, art gallery, triển lãm nghệ thuật. Number 20, temple, đền. Number 21, square, quảng trường. Number 22, railway station, nhà ga xe lửa. Vậy chúng ta hãy cùng ghi chép lại và luyện tập thật nhiều những từ này để chúng ta có thể nắm chắc nội dung bài học các em nhé. Chúng ta hãy cùng quay trở lại nội dung chính của bài. 1. Match the places below with the pictures. Then listen, check and repeat the words. Ở phần này, em sẽ nối những địa điểm bên dưới với những bức tranh tương ứng. Sau đó hãy nghe, kiểm tra và lặp lại các từ nhé. Ở đây chúng ta sẽ có 5 bức tranh và tương ứng với đó là chúng ta có 5 từ vựng. Vậy thì đầu tiên chúng ta hãy nghe các từ trước đã nhé. Unit 4. My Neighborhood. Page 40. A Closer Look. 1. Vocabulary. Activity 1. Match the places below with the pictures. Then listen, check, and repeat the words. 1. Square. 2. Art gallery. 3. Cathedral. 4. Temple. 5. Railway station. Chúng ta đã biết cách đọc 5 từ và cũng biết nghĩa của 5 từ này rồi đúng không nào? Vậy chúng ta hãy cùng đến với cái phần nối từ với bức tranh em nhé. Ở bức tranh A chúng ta thấy đó là temple. Temple là một ngôi đền. Ở bức tranh B chúng ta thấy đây là railway station, nhà ga xe lửa. Ở bức tranh C chúng ta thấy đây là square, quảng trường. Ở bức tranh D đó là cathedral, nhà thờ. Và cuối cùng là triển lãm nghệ thuật Art Gallery. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là name some other places in your neighborhood. Bạn hãy kể tên những cái nơi khác, những cái địa điểm khác ở trong khu vực sống của bạn. Ở đây chúng ta có thể kể tên rất là nhiều, ví dụ như là post office, bưu điện này, museums, ok, viện bảo tàng này, supermarket, ok, supermarket, rất là nhiều địa điểm em nhé, and so on. Two, work in pairs. Ask and answer questions about where you live.
Ở phần này em sẽ làm việc theo cặp, hãy hỏi và trả lời những câu hỏi về nơi em sống. Ví dụ, Eder Square, Janet Road, có một cái quảng trường ở nơi bạn sống không? Nếu có, chúng ta sẽ lựa trả lời là yes cộng với there và hạ trợ từ e xuống. Còn nếu không thì chúng ta sẽ trả lời là no, there isn't. Ok. Tương tự, chúng ta sẽ có thể đưa ra tình huống như sau. Ở đây chúng ta chỉ cần thay cái từ square bằng một trong số những cái địa danh thôi, địa điểm thôi. Ví dụ, is there a temple in your neighborhood? Có một cái đền ở trong khu vực bạn sống không? Yes, there is. 3. Work in groups. Ask and answer about your neighborhood. You can use the adjectives below. Ở phần này, em sẽ làm việc theo nhóm. Hãy hỏi và trả lời về những về cái nơi bạn sống, và bạn có thể sử dụng những cái tính từ bên dưới nhé. Ở đây chúng ta hãy đến với tính từ trước. Những tính từ này đều là những tính từ mà cô đã đưa ra cái phần đọc cũng như là phần giải nghĩa cho lớp mình ở cái phần đầu rồi. Bây giờ chúng ta cũng ôn tập lại. Noisy, tính từ ồn ào. Peaceful, tính từ yên tĩnh thanh bình. Modern, tính từ hiện đại. Busy, tính từ bận rộn. Crowded, tính từ đông đúc. Quiet, tính từ yên tĩnh. Beautiful, tính từ xinh đẹp. Và boring, tính từ buồn chán, tẻ nhạt. Ở đây chúng ta sẽ có cái cách hỏi và trả lời như sau. Chúng ta sẽ hỏi về trợ động từ to be là is, động từ to be chính là is. Sau đó là mình sẽ đưa chủ ngữ là your neighborhood, là khu vực sống của bạn, và áp dụng tính từ. Tương tự như câu trả lời là yes, it is, hoặc là no, it's no, oh, no, it's. Chúng ta cộng thêm cái tính từ trái nghĩa nhé. Ví dụ ở đây đề bài đưa ra như sau. Is your neighborhood quiet? Khu vực sống của em có yên tĩnh không? Yes, it is. Hoặc là no, chúng ta trả lời ngược lại là it's noisy. Tương tự ở đây chúng ta có thể đưa ra tình huống như sau. Is your neighborhood, chúng ta lắp các tính từ vào các em nhé. Neighborhood. Modern. Yes. It is. Chúng ta cứ luyện tập đi, luyện tập lại là yes or no, và cũng như là áp dụng cái tính từ vào cái từ để hỏi. Cái phần này không quá khó, chúng ta hãy cùng luyện tập nhé. Pronunciation. Ở phần này em sẽ đề với kỹ năng phát âm. Chúng ta sẽ được phát âm hai âm là âm i và âm i. Âm i dài và âm i ngắn. Rồi number four. Four. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds i and e. Hãy nghe và lặp lại những từ bên dưới. Lưu ý đến hai âm i và âm e. Ở đây chúng ta sẽ nghe máy trước em nhé. Unit 4. My neighborhood. Page 40. A closer look. 1. Pronunciation. I and e. Activity 4. Listen and repeat the words. Pay attention to the sounds I and e. Noisy. Exciting. Expensive. Clean. Peaceful. Convenient. Cheap. Friendly. Những tính từ này cũng đều là những tính từ mà đã xuất hiện ở phần đầu bài cô đưa ra. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta hãy cùng vừa nhắc lại vừa sắp xếp những cái từ này và những cột tương ứng. Chúng ta cố gắng là sẽ làm việc theo cặp với bạn bên cạnh của mình nhé. Ở cái cột đầu tiên đó là âm i, đó là âm i ngắn, và tiếp theo là âm i dài, chúng ta sẽ đọc kéo dài hơn nhé. Và từ đầu tiên người ta đã đưa ra cho mình là từ noisy, và từ
Convenient. Ok. Tiếp theo chúng ta hãy cùng đến với từ tiếp theo. Từ exciting, âm y ngắn. Expensive, y ngắn. Clean, y dài. Peaceful, y dài. Cheap, y dài. Và friendly, y ngắn. Five. Listen and practice the chant. Notice the sounds I and E. Ở bài này, nhiệm vụ của em là hãy nghe và luyện tập theo bài chant. Hãy chú ý đến hai âm, âm I và âm E. Chúng ta hãy cùng nghe bài trước em nhé. Unit 4. My Neighborhood. Page 40. A Closer Look. 1. Pronunciation. Activity 5. Listen and practice the chant. Notice the sounds I and E. My neighborhood. My city is very noisy. There are lots of trees growing. The people here are busy. It's a lively place to live in. My village is very pretty. There are lots of places to see. The people here are friendly. It's a fantastic place to be. Chúng ta hãy luyện tập thật nhiều, nghe đi nghe lại bài chant để chúng ta có thể thấm được những cái âm này nhé. Nội dung của bài chant như sau. My neighborhood. Khu vực sống của tôi. My city is very noisy. Thành phố của tôi rất ồn ào. There are lots of trees growing. Có rất nhiều cây đang mọc. The people here are busy. Mọi người ở đây rất bận rộn. It's a lively place to live in. Đó là một cái nơi sống, khu vực sống rất là sinh động, rất là sống động. My village is very pretty. Làng của tôi thì rất là xinh đẹp. There are lots of places to see. Có rất nhiều nơi để ngắm. The people here are friendly. Mọi người ở đây thì thân thiện. It's a fantastic place to be. Đó thật là một nơi tuyệt vời. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tới.